Chào mừng quý khách đến với khu du lịch sinh thái Thác Kèn, vườn quốc gia Pù Mát. Quý khách đến tham quan, học tập và nghiên cứu tại Thác Kèn vui lòng chấp hành những quy định sau. Làm các thủ tục khi vào tham quan dưới sự hướng dẫn của cán bộ nhân viên ban quản lý khu du lịch. Các phương tiện đi lại như ô tô, xe máy, xe đạp phải để gọn gàng, đúng nơi quy định. Không phá hoại, xâm hại các công trình trong khu du lịch. Không gây ô nhiễm môi trường, không vứt rác, xả rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định. Quý khách vào tham quan cùng kêu gọi mọi người hãy mang rác ra khỏi rừng nguyên sinh. Nghiêm cấm việc chặt cây, bẻ cành, hái lượm, thu thập mẫu vật và những hành vi phá hoại rừng trong địa bàn khu du lịch. Không đốt lửa và mang các hóa chất độc hại, chất hôi tanh, đồ ăn thức uống, vũ khí, chất dễ cháy nổ vào thác. Không khắc và viết chữ lên cây, lên vách đá. Có thái độ văn minh lịch sự, đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình tham quan. Quý khách lưu ý, các tảng đá trên và dưới lòng khe rất trơn, hãy bước cẩn thận. Ngay dưới chân thác Kèm có độ sâu hơn 2 mét. Trẻ em, người lớn không biết bơi nên mặc áo phao để đảm bảo an toàn. Xin cảm ơn quý khách. Chào mừng quý khách đến với khu du lịch sinh thái Thác Kèn, vườn quốc gia Pù Mát. Quý khách đến tham quan, học tập và nghiên cứu tại Thác Kèn vui lòng chấp hành những quy định sau. Làm các thủ tục khi vào tham quan dưới sự hướng dẫn của cán bộ nhân viên ban quản lý khu du lịch. Các phương tiện đi lại như ô tô, xe máy, xe đạp phải để gọn gàng đúng nơi quy định. Không phá hoại, xâm hại các công trình trong khu du lịch. Không gây ô nhiễm môi trường, không vứt rác, xả rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định. Quý khách vào tham quan cùng kêu gọi mọi người hãy mang rác ra khỏi rừng nguyên sinh. Nghiêm cấm việc chặt cây, bẻ cành, hái lượm, thu thập mẫu vật và những hành vi phá hoại rừng trong địa bàn khu du lịch. Không đốt lửa và mang các hóa chất độc hại, chất hôi tanh, đồ ăn, thức uống, vũ khí, chất dễ cháy nổ vào thác. Không khắc và viết chữ lên cây, lên vách đá. Có thái độ văn minh lịch sự, đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình tham quan. Quý khách lưu ý, các tảng đá trên và dưới lòng khe rất trơn, hãy bước cẩn thận. Ngay dưới chân thác Kèm có độ sâu hơn 2 mét. Trẻ em, người lớn không biết bơi nên mặc áo phao để đảm bảo an toàn. Xin cảm ơn quý khách. Chào mừng quý khách đến với khu du lịch sinh thái thác Kèm, vườn quốc gia Pù Mát. Quý khách đến tham quan học tập và nghiên cứu tại Thác Kèn vui lòng chấp hành những quy định sau. Làm các thủ tục khi vào tham quan dưới sự hướng dẫn của cán bộ nhân viên ban quản lý khu du lịch. Các phương tiện đi lại như ô tô, xe máy, xe đạp phải để gọn gàng đúng nơi quy định. Không phá hoại, xâm hại các công trình trong khu du lịch. Không gây ô nhiễm môi trường. Không vứt rác, xả rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định. Quý khách vào tham quan cùng kêu gọi mọi người hãy mang rác ra khỏi rừng nguyên sinh. Nghiêm cấm việc chặt cây, bẻ cành, hái lượm, thu thập mẫu vật và những hành vi phá hoại rừng trong địa bàn khu du lịch. Không đốt lửa và mang các hóa chất độc hại, chất hôi tanh, đồ ăn thức uống, vũ khí, chất dễ cháy nổ vào thác. Không khắc và viết chữ lên cây, lên vách đá. Có thái độ văn minh lịch sự, đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình tham quan. Quý khách lưu ý, các tảng đá trên và dưới lòng khe rất trơn, hãy bước cẩn thận. Ngay dưới chân thác Kèm có độ sâu hơn 2 mét. Trẻ em, người lớn không biết bơi nên mặc áo phao để đảm bảo an toàn. Xin cảm ơn quý khách. Điểm hẹn du lịch Pù Mát quê mình đây. Chào mừng quý khách đến với khu du lịch sinh thái Thác Kèn, vườn quốc gia Pù Mát. Quý khách đến tham quan, học tập và nghiên cứu tại Thác Kèn vui lòng chấp hành những quy định sau. Làm các thủ tục khi vào tham quan dưới sự hướng dẫn của cán bộ nhân viên ban quản lý khu du lịch. Các phương tiện đi lại như ô tô, xe máy, xe đạp phải để gọn gàng đúng nơi quy định. Không phá hoại, xâm hại các công trình trong khu du lịch. Không gây ô nhiễm môi trường. Không vứt rác, xả rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định. Quý khách vào tham quan cần kêu gọi mọi người hãy mang rác ra khỏi rừng nguyên sinh. Nghiêm cấm việc chặt cây, bẻ cành, hái lượm, thu thập mẫu vật và những hành vi phá hoại rừng trong địa bàn khu du lịch. Không đốt lửa và mang các hóa chất độc hại, chất hôi tanh, đồ ăn, thức uống,
vũ khí, chất dễ cháy nổ vào thác. Không khắc và viết chữ lên cây, lên vách đá. Có thái độ văn minh lịch sự, đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình tham quan. Quý khách lưu ý, các tảng đá trên và dưới lòng khe rất trơn, hãy bước cẩn thận. Ngay dưới chân thác Kèm có độ sâu hơn 2 mét. Trẻ em, người lớn không biết bơi nên mặc áo phao để đảm bảo an toàn. Xin cảm ơn quý khách.